quý vị và các bạn, chiều nay ngày 15 tháng 12, tiếp tục kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, với phiên họp thảo luận, tổ đại biểu số 3 đã cho ý kiến về nhiều vấn đề văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố. Dự buổi thảo luận tổ đại biểu số 3 có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Tại tổ đại biểu số 3, các đại biểu đã cho ý kiến nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai quy hoạch phân khu theo kế hoạch số 111 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thực trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, quy định về chăn nuôi trên địa bàn thành phố, tình hình và biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố nói chung. Các cái khu tập thể xuống cấp trên địa bàn thành phố, thì cái nội dung này thì cũng đề nghị là sẽ xây dựng các ngành thì chúng ta có một cái giải pháp đồng bộ trong thời gian đấy để giải quyết căn cơ về vấn đề này, thì nhất là những cái nhà cụ thể ở cấp độ D hiện nay cũng đã xuống cấp rất là nghiêm trọng, và chúng ta để cái này kéo dài thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của người dân. Liên quan đến các giải pháp khôi phục kinh tế và đẩy mạnh tăng trưởng của thành phố trong thời gian đến, nhất là ở các ngành mũi nhọn như du lịch, công nghệ thông tin trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều đại biểu tán thành cần có sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các ban ngành, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép. Qua đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên mất việc làm do đại dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, có giải pháp tổng thể hỗ trợ chính sách an sinh xã hội trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho thành phố. Cạnh đó, vấn đề làm thế nào để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, công tác dạy và học trực tuyến, bảo đảm hiệu quả, công bằng cũng được các đại biểu quan tâm. Một trong những cái lĩnh vực tôi nghĩ cần phải tập trung ưu tiên hàng đầu đó là lĩnh vực giáo dục. Trong cái bối cảnh COVID vừa qua thì chúng ta thấy rằng là khi mà không dạy học được trực tiếp, chúng ta chuyển sang trực tuyến, thì cũng có một số các cái ý kiến cũng đặt ra cái vấn đề là các em sẽ mất đi một số các cái sự tương tác trực tiếp giữa thầy cô và bạn bè trên lớp. Tuy nhiên đặt ra trong cái bối cảnh đó thì khi mà qua theo dõi và cũng cả trực tiếp ở gia đình nữa và ở trong một số các cái nhóm người thân quen thì các con và các em trực tiếp thao tác được trên máy một cách thành thạo. Tại tổ đại biểu số 3, các đại biểu đã tích cực thảo luận cho ý kiến nhiều vấn đề hiện nay trên địa bàn thành phố như nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đã thảo luận nội dung liên quan đến việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc khi thực hiện các kết luận thanh tra, bản án của cơ quan tòa án để thành phố có nguồn lực, động lực cho sự phát triển trong thời gian đến.